thay mặt Chủ tịch Ban Đại hội, đồng chí Lê Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tỏ lòng biết ơn sự quan tâm săn sóc của Bác đối với nhân dân Nam Định. Bác đã khen ngợi thành tích mọi mặt của Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã đạt được, đồng thời nghiêm khắc phê bình một số khuyết điểm tồn tại cần phải sửa chữa. Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã hứa quyết tâm thi đua thực hiện tốt lời chỉ bảo của Bác và mọi nghị quyết đại hội đề ra.